mình thấy các bạn hay hỏi mình là à, full gold thì có nên nuôi nền trắng hay không thì mình sẽ chia sẻ với các bạn như thế này thì nếu như mà full gold mà các bạn muốn nuôi trên nền trắng á, thì tốt nhất các bạn nên nuôi cái chỗ mà có nắng nhiều và cái thứ hai á, cái nguồn ánh sáng của bạn phải tốt ha ví dụ như là các bạn nuôi trong nhà đi mà các bạn lại nuôi nền trắng nữa các bạn phải sử dụng cái đèn led ở trên nó chiếu xuống nhưng mà đừng có sử dụng cái đèn led trắng nha các bạn sử dụng cái đèn led màu vàng á thường là bên mình sẽ sử dụng cái đèn led mà led dây led dây mà loại dẻo nó sẽ bền hơn cái mà led nguyên thanh À, thì cái mình thấy cái led thanh đó nó hay bị hư lắm các bạn ơi từ nhiều khi là mình xài tầm khoảng tháng mấy hai tháng là mình thay một thanh riêng là không biết các bạn như thế nào nhưng mà kinh nghiệm mình đã sử dụng qua rồi thì mình chia sẻ lại cho các bạn ha thì khi mà mình nuôi ở trên nền trắng thì các bạn cố gắng các bạn nuôi ở ngoài cái điều kiện môi trường ánh sáng là có nắng mặt trời nhiều càng nhiều càng tốt ví dụ như là nói chung là không cần phải một ngày 24 trên 24 mà có nắng liên tục đâu các bạn chỉ cần nuôi là ví dụ như cái chỗ các bạn nuôi là cái buổi sáng thì chỉ cần có ánh nắng mặt trời chiếu tầm khoảng hai ba tiếng đồng hồ rồi buổi chiều tầm khoảng vài tiếng đồng hồ vậy là ok rồi nói chung là miễn có nắng mặt trời là ok thì cá sẽ lên màu rất là đẹp còn khi mà các bạn nuôi trên nền trắng ha mà các bạn nuôi trong nhà hoặc các bạn nuôi chỗ nào mà điều kiện ánh sáng nó không có kiểu như là nguyên ngày nó không có ánh sáng không có nguồn ánh sáng gì hết trơn á thì cái màu con cá lên rất là chán luôn các bạn ơi thì các bạn cứ thử và cứ trải nghiệm đi thì xem cái môi trường nào mà các bạn thấy ok hợp lý thì các bạn nuôi thôi nếu các bạn có điều kiện các bạn nuôi ở trên nền vàng nền vàng rất là tốt Đối với con Fungon này thì nói chung là bạn nào mà có cái cách mà nuôi Fungon nó tốt hơn thì có thể comment chia sẻ trong video này nha.